Xin chào các bạn, thì video ngày hôm nay Penbro.vn sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng bút Sao Thiên S301, dòng bút ngoài mài thủ công. Các bạn có thể thấy cái dòng này cực kỳ khác biệt cho các cái dòng khác bên mình, là cái ngoài được mài thủ công dành cho các bạn chuyên luyện chữ đẹp thanh động. Các bạn nhìn thấy cái ngoài này nó sẽ vát, đấy, cái ngoài này nó sẽ cạnh nó sẽ gọi là mảnh và sắc hơn, thì các bạn biết quen thì sẽ viết được bút này rất là thích. Còn nếu mà những người mà mới luyện mà học sinh ý, thì chưa luyện được bút này, ít nhất phải từ lớp 2 trở lên, hoặc là giáo viên, hoặc là những người yêu thích luyện chữ đẹp thì dùng cái dòng ngoài mài thủ công rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn đây là cái hộp, thì dòng bút này chỉ có 80.000 thôi. Thì bạn có thể lên Shopee Sao Thiên hoặc là vào Facebook Sao Thiên các bạn mua nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem toàn bộ cái bút này. Đây có ruột hút mực bằng bít tông rất là đẹp. Đây mình rút ra như này. Thì bình thường thì mình sẽ rút ra như này và mình sẽ mở nọ mực. Đây là nọ mực màu tím hồ điệp của Sao Thiên nhé. Thì cái nọ này 25 ml và mực viết màu rất là tươi. Mình sẽ mở ra các bạn. Đấy. Và mình sẽ đẩy ra, mình hút từ đây này, mình đẩy xuống này, xoáy ngược theo chiều kim hồ, hút mực xoáy ngược theo chiều kim hồ để cho đẩy kịch xuống dưới này, và sau đó mình xoáy xuôi theo chiều kim hồ hút lên. Đấy, hút lên đầy như này, hút nhiều như này, sau đó mình hút gần lên đến nơi, mình hút thêm một tí nữa để cho cái đầu này đỡ bị đọng nhiều mực, sau đó mình dùng một chút giấy ăn rồi mình lau sạch. Đấy, các bạn nhìn thấy cái màu mực này rất là tươi, giống như kiểu màu hoa giấy ấy, các bạn nhé. Sau đó mình sẽ đóng vào đây, ấn chặt vào, các bạn ấn chặt vào là được. Đấy, cái ruột này có thể tháo ra được nên là rất là ok và thoải mái. Mình sẽ đóng vào. Rồi. Để đây. Và khi các cái dòng bút mới ấy, thì các bạn mới mua thì các bạn sẽ đẩy cho mình qua thân bút cho ra đẩy một hai giọt đi. Hút hai giọt qua cái đầu ngoài bút nhé. Các bạn nhìn thấy nếu qua đây nó chưa được, các bạn phải bắt buộc phải qua được đầu ngoài bút này. Đấy, mình sẽ hơi đẩy móng tay ở đây một chút để cho nó đẩy xuống này. Phải đẩy qua được đầu ngoài bút nhé. Các bạn nhìn thấy này, mực nó đang chảy này. Nó phải đẩy qua được đầu ngoài bút để cho nó qua hết cái lớp dầu ở đầu ngoài bút đi. Thì các bạn viết mực nó xuống đều được. Và sau đó các bạn hút lại một chút này. Rồi ok. Mình xoáy vào. Tất cả dòng bút mới thì đẩy qua mực qua đầu ngoài nhé. Các bạn cứ thử đẩy mực qua các cái này nó không đúng rồi, qua đầu ngoài cũng được. Thì cái cặn nó trôi ở đầu ngoài đi, các bạn viết nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ viết thử cho các bạn một vài dòng, các bạn cảm nhận được cái ngoài và nét mảnh thanh đậm của cái bút Sao Thiên 301 này. Một là mình sẽ phải đóng lên đây. Đấy, như này mình viết rồi. Ok, mình sẽ viết thử cho các bạn xem nhé. Bút này là bút ngoài mài thủ công các bạn nhé. Đấy, nét mảnh rất là thích. Đấy, sẽ ấn chặt này. Đấy, rất là mảnh, nhất thị. Mình lại thích viết mấy bút gai gai ngoài mài thủ công mà nét mảnh này viết. Mà các bạn không biết, mới biết viết mà không học sinh ý, tiểu học lớp 1, lớp 2 viết cứ cày nhanh như này nó sẽ rất là gai. Mình viết bút ngoài mài luyện chữ thì mình sẽ viết chậm hơn. Bút ngoài mài thủ công này. Đấy, viết bút ngoài mài nét mảnh thanh đậm rất thích. Đấy. Các bạn nhìn thì cái nét của nó mảnh, nó không bị quá to quá thô như các cái dòng bút ngoài khác. Ngoài lá tre to thì các bạn viết này. À, chủ yếu nét đậm nhiều chứ nó không nét mảnh như này ngoài mài. Đấy. 3 S30 Sao Thiên S301 nhé. Mình viết chữ S viết thông à. À, 01. Đấy. Các bạn nhìn cái nét mảnh cực kỳ thích luôn, nếu mà các bạn nhìn sát bên ngoài thật thì quay trên máy có khả năng nó không được giống lắm. Đấy, bên ngoài nhìn sẽ hay hơn rất nhiều. Đấy, ngoài các bạn có thể đưa nét này, nét mảnh thoải mái này. Đấy.
Bạn nhìn nét rất là mảnh, rất đẹp. Những ai mà mê chữ thanh đậm thì cực kỳ thích cái nét của cây bút này luôn. Những bạn nào mới luyện chữ thanh đậm thì mình khuyên các bạn dùng cái cây bút này, tại vì ngoài mài có gọi là mài dành chuyên cho các bạn gọi là luyện mới luyện chữ, và nó cũng không quá gai đâu, nhưng mà được cái là ngoài nó viết không bị trơn tuột ấy, không bị trơn tuột như các dòng bút ngoài bi ngoài trơn, thì các bạn luyện chữ rất là thích, nó không bị quá trơn nên là bạn tìm được cái nét chữ mới luyện thì viết thích hơn rất nhiều. Kể bây giờ mình làm bút và tập viết chữ rất là nhiều năm rồi nhưng mình vẫn thích viết bút này. Mình viết chữ nhiều năm nhưng mà chữ không không được gọi chuẩn và gọi đẹp lắm, tại vì mình cũng không tập trung quá nhiều vào luyện chữ này, chuyên nghiên cứu các cái ngoài mài, chuyên nghiên cứu các cái dòng bút để gọi là giới thiệu cho các bạn thôi. Còn mình thì thích viết các cái dòng này, mình không thích viết nhiều ngồi lâu. Có những bạn bạn rất thích, bạn ngồi cả ngày viết luyện viết được, mình rất là phục các bạn đấy. Rồi ok, thì hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn dòng bút Sao Thiên S301 ngoài mài thủ công đây, ngoài thủ công một cây bút khá là ok đối với mình. Khi mình mới bắt đầu luyện chữ thì mình dùng bút này rất là ok. Thì và các bạn mua cây bút này thì sẽ có hộp kèm theo nhé. Còn các bạn mua cây bút này 80.000 này, mực này cũng là 80.000, combo 2K là 160.000 đấy các bạn. Thì giá rất là phải chăng để cho những người mới bắt đầu luyện chữ là các bạn có thể mua một cây bút này, một nọ mực này và một cuốn vở. Vở này cũng bên Sao Thiên mình bán luôn này. Đấy, Sao Thiên mình giới thiệu bên phân phối sản phẩm mình đủ hết các sản phẩm luyện chữ đẹp. Ok, xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào.